Xin chào tất cả các bác nhé. Thì ở đây là cái mẫu lọc mini em đang đóng vật liệu để gửi đi cho các bác. Thì từ hôm mà em đăng cái mẫu lọc mini đến giờ thì có rất nhiều các bác đặt về cái mẫu lọc này. Thì có nhiều bác đặt mình vỗ không, cũng có bác đặt là em đóng đầy đủ vật liệu cho các bác. Thì ở đây là cái mẫu mà em đang đóng đủ đầy đủ vật liệu cho các bác, để tí nữa xe qua và sẽ bốc đi gửi cho các bác. Thì ở trong nhà là còn một số cái lọc lớn em cũng đang đang đóng gửi cho các bác rồi, thì tranh thủ lúc anh em thợ nghỉ thì quay lại cho các bác xem. Thì ở đây các bác thấy là cái mẫu lọc mini như một cái số cái video hôm trước em đã test thử cho các bác rồi. Thì ở đây các bác biết là cái mẫu lọc này với cái chế độ sục xả mình có thể lọc từ hai chiều, nhưng mà ở đây cái vật liệu này là em bủa để lọc từ trên xuống các bác nhé, và cái chế độ sục rửa rất chi là đơn giản thôi. Đấy, thì ở cái cây lọc này này, ở phía dưới là em bủa sủi xong nó đến cát, cát xong đến than hoạt tính nhá, than hoạt tính rồi cation rồi đến quặng mangan. Thì các bác thấy là ở đây là cái phần em đang bủa hạt cation này các bác này, này đây là cái hạt cation các bác nhá, này đấy. Cái hạt cation này thì nó chuyên làm mềm nước và xử lý đá vôi, nhưng mà ở đây chủ yếu là các bác lọc cái nguồn nước tạp chất và cặn bẩn, cho nên là về cái phần cây lọc này á, em sẽ bủa tổng hợp, tức là nó bao gồm sủi, cát và quặng tổng hợp, than, hạt cation. Thì ở đây là em bủa tổng hợp, còn nếu các bác lọc chuyên đá vôi không á, thì ở phần dưới em sẽ bủa sủi xong nó đến một lượt cát và bủa chuyên hạt cation không thôi, sẽ không bủa than và bủa quặng. Nhưng mà đây là mình lọc tổng hợp cho nên là đầy đủ các cái vật liệu đó. Và đây em đang chế tiếp tục một cây lọc đôi bể cá, nó cao 90 phân cho khách hàng ở ngoài Hà Nội để đặt lọc bể cá. Thì một cây là sẽ là lọc cặn bẩn tạp chất, và một cây là mình sẽ bủa các cái hạt tạo khoáng, tạo vi sinh vật. Thì ở đây là cái cây lọc này em đang chế cho khách hàng đặt. Thì bên em có nhận đặt tất cả các mẫu cây lọc từ cao đến thấp, kích thước tua nhũa nó tùy theo các bác. Các bác muốn đặt cỡ nào thì bên sự nghiêm sẽ chế cho các bác cỡ đó, hoặc là có những cái mẫu có sẵn cũng như các cái cây lọc từ nhỏ đến to luôn, từ 140 đến 250. Thì các bác đặt mẫu nào bên em sẽ làm cho các bác mẫu đó nhé. Thì cái mẫu 140 này thì ở đây nó có cái phần riêng để sau này các bác vặn ra và các bác thay thế vật liệu thôi, hoặc là các bác cũng có thể lấy cái cây này về các bác bủa các cái mình vủa không, các bác bủa các hạt tạo khoáng, tạo vi sinh vật có lợi để các bác lọc bể cá gia đình. Và cũng như là ở đây thì các bác có thể dùng lọc bể cá hoặc lọc đầu nguồn cho các cái máy giặt ở trong gia đình á, mình dùng nó sẽ bền và nó không bao giờ bị hư các bác nhé. Thì cái cây lọc này em bủa các vật liệu như thế này thì các bác có thể dùng từ 3 đến 5 năm, mình phải thay vật liệu. Và ở đây để có nó có chế độ sục sôi sục ngược, đẩy các cái cặn bẩn ra ngoài. Chính vì vậy cái cây lọc này á, khi các bác lọc nguồn nước bẩn tạp chất thì các bác không lùa là nó bị tắc đấy, cũng không lùa là mình phải thay lọc được một thời gian mình phải thay ruột, bởi vì cái ruột này á thì bên em bủa nó khá chi là các cái vật liệu á khá chi là tốt, cho nên là các bác có thể dùng từ 3 đến 5 năm mình phải thay vật liệu. Các bác về chịu khua bảo quản và sục rửa đẩy cặn bẩn ra ngoài thôi. Cái này mà các bác lắp cho cái hệ thống máy lọc nước trong gia đình thì dùng cực tốt luôn các bác. Các bác dùng thì cái máy lọc RO hầu như là các bác không phải thay các cái loại lọc thô luôn. Nếu bác nào có nhu cầu lấy các cái hệ thống lọc mini hoặc các cái hệ thống cây lọc tô thì các bác cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại ở trong kênh hoặc là em để trên màn hình đấy, thì em sẽ tiến hành làm và gửi đi cho các bác nhé.